Hé nhô các bạn, chào xin các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo SkiBG. Và video hôm nay mình sẽ trải nghiệm con mai thích mới nha mấy bạn ơi. Con này là con mai thích mới ở trong cái sự kiện mà cái event phát đó. À, nó đây nè bạn ơi, nó đây nè mấy bạn ơi. Một tay cầm kiếm, một tay cầm súng nha mấy bạn. Trời ơi, không biết nó có xịn không nha. Để anh bấm vô đây cho bạn xem cho dễ hiểu nè, event phát nè mấy bạn. Đó, thì mấy bạn sẽ kéo qua cái tier 30 nha, nó nằm ở cái tier 30 á. Rồi, đây nè mấy bạn ơi, tier 30 nè. Thì con này nó sẽ free nha mấy bạn. Kiểu nó nằm ở trên cái chỗ free á, thì mình cài con này, mình lấy con này được á là nó không có tốn cái gì hết nha. Nhưng mà cái này không phải mình cài mấy bạn, cái này là mình mượn của bạn fan mình á. Kiểu bạn đó cài lên được xong rồi bạn đó cho mình mượn các bạn. Bạn nào có con goodly ở dưới thì cho mình mượn luôn nha. Rồi ok, thì nói chung là mình sẽ trải nghiệm con này xem là con này nó có mạnh hay không và chúng ta có nên sở hữu hay không nha. Con này thì nó đang boost là gen 3 các bạn ơi, là có nghĩa là tăng sát thương 3 đó, thì mình nghĩ là cũng ok rồi. Và DPS là 30.000 đam, số đam của nó là 10.000 đam các bạn. Tốc độ đánh là 0.33 và tầm đánh là 55 ha. Thì nói chung là nhìn cái mấy cái thông số này á thì không có đánh giá được con unit nó mạnh hay nó yếu đâu. Phải vô trải nghiệm mới biết được nha. Nhưng mà hình như là nó đang level 9 rồi sao bạn, để mình xem lại nghe coi. Đang level 9 rồi bạn ơi, chuẩn bị lên level 10 á là sẽ có tuyệt chiêu luôn nha. Trời ơi, vừa vô chơi chút xíu là có tuyệt chiêu để trải nghiệm cho mấy bạn xem luôn á. Để coi là tuyệt chiêu nó mạnh hay không nha, mình cũng chả biết cái tuyệt chiêu nó như thế nào luôn các bạn ơi. Cho nên là có gì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha, nếu như có sai gì á. Kiểu như bữa mình test cái con mai thích kia cũng sẽ sai chút xíu đó mấy bạn. Rồi, ok thì bây giờ mình sẽ chơi Toilet Tone thử ha. Rồi ok. Thì mình muốn trải nghiệm lần đầu á cho nên là mình không có chơi trước các bạn. Kiểu chơi trước rồi thì nó mất hay á, trải nghiệm lần đầu coi có cái gì nó bất ngờ không đó mấy bạn. Cho nên là nếu như mà có sai sót gì thì nhớ thông cảm cho tôi ha. Rồi, chọn Insan luôn. Chơi thì phải chơi Insan nó mới đã các bạn ơi, mới biết là unit nó mạnh hay nó yếu. Chứ chơi map hard á thì nó dễ quá rồi đúng không? Và cái lúc đầu này thì chủ yếu là mình farm tiền thôi, cho nên là cũng không có quan trọng lắm các bạn. Cái quan trọng nhất bây giờ là bạn biết cái gì không? Các bạn hãy xem là coi các bạn có like cho mình chưa nè. Nếu như mà chưa like á thì các bạn hãy cho mình xin một like, cũng như là một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo á để giúp cho kênh mình nó càng ngày phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi hiện tại thì quay năm mà con này cũng khá là rẻ cho nên mình sẽ đặt nó ra luôn các bạn ơi. Đặt xích trên đây chút xíu nha. Ok, đặt chỗ này đi. Đó. Coi nó quấn các bạn. Trời ơi, quay mặt cho coi cái coi làm gì vậy? Đó. Một tay thì sẽ cầm kiếm rồi chém, một tay thì cầm cái súng bắn mấy bạn ơi. Vãi cái trưởng thì cái chứ. Mới đầu thì nhận xét là thấy nó rất là độc lạ bình dương mấy bạn ơi, nhưng mà nó đánh đơn mục tiêu ha. Rồi, có tuyệt chiêu luôn đó các bạn, có tuyệt chiêu luôn rồi nè. Hồi nãy mới vô thì chưa có, còn bây giờ mới lên level 10 nè thì bắt đầu có tuyệt chiêu đó, mình test thử luôn nha. Ok, cái gì đây? Wow! Cái gì vậy? Nó chịu hồi một cái chiếc thuyền gì đó mấy bạn ơi. Chiếc thuyền hay là chiếc cái này lại kêu bằng gì ta? Chiến hạm của nó hả? Thì mình đọc tên con này á thì hồi sớm mình mới có coi á là kêu bằng thuyền trưởng ngôi sao vậy đó mấy bạn. Đó, cho nên là có nghĩa là cái chiếc đó là cái chiếc thuyền của nó đó mấy bạn ơi. Chiếc thuyền bay trên bầu trời ha, nó hơi lạ chút xíu nha mấy bạn. Đáng lý là cái đó phải là cái đĩa bay để rước nó bay về chảnh đó mấy bạn, tại vì thấy nó độc lạ bình dương quá là. Đó, ok, đừng phâm tiền tiếp nha. Rồi, ok, xịn sò liền. Qua bên này á thì mình sẽ đặt thêm một con đó bạn để hỗ trợ nó đi, tại vì nó đánh thấy đơn mục tiêu thôi à, cho nên là nó đép sợ không nổi các bạn. Rồi, ok, nâng lên 2 con đó luôn. Rồi, farm tiền thì chuẩn bị farm tiền lên luôn nè. Farm tiền để mà nâng nhiều con đó các bạn. Chứ mình thấy là hai con này thì đép cũng không nổi đâu, cho nên là phải nâng nhiều con vô xíu nha. Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ quan sát tiếp các bạn ơi. Rồi, các bạn coi ra, con này nó chịu không nổi rồi. Đặt con này ra các bạn ơi, đặt con Upgrade Titan Human ra xử lý mới được. Rồi, ok nha. Không sao, nói chung là mới đặt ra mà sao biết đánh giá sức mạnh được đúng không? Phải đợi chút xíu bạn ơi, đợi chút xíu nha. Trời ơi, tiếp tục nâng farm tiền lên nè, để hồi không có tiền để mà chúng ta nâng cấp nó lên đó bạn. Quan sát tiếp ạ. Nó chém cũng khá là chậm đó bạn ơi, kiểu như mới level 1, level 2 thì chém khá là chậm thôi. Tiếp theo đặt con nữa coi. Ôi, nó bị giới hạn lượt đặt đó mấy bạn ơi, chỉ đặt được có hai con duy nhất thôi. Trời ơi, đặt được có hai con bạn, mình đặt ra thì các bạn xem là đó. Nó chỉ cho mình đặt có hai con này thôi nha mấy bạn ơi. Trời ơi, không biết nó có mạnh hay không mà bị giới hạn lượt đặt chỉ được có hai con thôi mấy bạn. Để chút xíu mình trải nghiệm cho nó lên level max á, thử coi nó có mạnh hay không mà bị giới hạn ha. Ok, đầu tiên là thấy bị giới hạn là thấy không thích rồi đó. Giới hạn là phải giới hạn mấy con rồi giữ giữ mạnh xíu. Chứ con này thấy có 30.000 DPS là đâu có mạnh lắm đâu mà bị giới hạn các bạn. Nhưng mà thôi từ từ cứ quan sát tiếp coi làm sao nha. Để coi nó cân nổi cái chế độ insane không các bạn. Nếu như mà cân nổi thì con này nó sẽ rất là mạnh. Còn mà cân không nổi thì mình đánh giá nó sẽ yếu đó nha, tại vì nó bị giới hạn đó các bạn. Rồi ok, để coi nó làm ăn như thế nào bạn. Nó cũng đép khá là nhanh nè. Những quay đầu này thì có con Last Spiderman làm chậm cho nó thì nó đép cũng khá là nhanh đó mấy bạn. Rồi được. Mình sẽ nâng phâm tiền luôn cái này. Rồi ok nha. Rồi giờ tập trung nâng ảnh nè mấy bạn. Tập trung nâng lên 5.000 tiền nè.
Tầm đánh về khá là rộng hơn rồi ha. Rồi để coi cái nó làm ăn như sao bạn. Ôi ôi, nói chung là mình thấy nó vẫn bắn đơn mục tiêu thôi bạn ơi. Kiểu cái kiếm này nè với cái cây súng này thì nó chém vậy là chỉ đơn mục tiêu thôi chứ nó không có lan được các bạn. Chiến hạm của ảnh lại các bạn. Chiếc thuyền nha, để bay lên đây coi thử coi cái gì vậy ta. Có hình như có một con camera đang ở lái trên kia kìa mấy bạn ơi, đúng không? Đó, nó chịu hồi con camera đứng trên kia lái chảnh kìa mấy bạn. Lái bắn xuống các bạn. Rồi ơi, leo lên cao coi nó không được các bạn ơi. Bạn phải nhảy nhảy gì mới thấy được ảnh à. Đó. Có một con camera lái cái chiến hạm của nó lại đây rước nó đó mấy bạn, kiểu lại hỗ trợ bắn phụ á. Rồi, chạy đi mất tiêu rồi. Kiểu cái chiếc thuyền nó là ở bên cái hành tinh khác hay sao đó mấy bạn. Ôi ôi tức ghê á, không lên cao để coi được mấy bạn ơi. Nhảy lên cái cục này để coi nè mà nhảy không được các bạn. Rồi, lên đây được, lên đây được không? Để mình nhảy qua thử các bạn. Trời ơi. Nhảy lên cao để xem coi có gì trên đó mấy bạn, nhưng mà lên không được nè. Trời ơi, tức tôi á anh em ơi, không lên cao được nha. Hơi tiếc mẹ. Rồi, mình sẽ dùng được chiêu đứng chỗ này cũng cao hơn hồi nãy nè, để coi nó làm sao. Wow, thật sự đúng rồi đó mấy bạn. Có một con camera đang lái cái chiếc thuyền này lại nè, để mà hỗ trợ nó mấy bạn ơi, bắn nó nè. Kiểu cái chiếc thuyền này là bên hành tinh khác đó, nó chịu hồi qua đây xong rồi nó đi về hành tinh của nó đó mấy bạn. Wow, thấy cũng xịn sò vãi ha. Nói chung là càng ngày thấy Yonix nó càng thú vị đó mấy bạn. Nhưng mà sức mạnh thì mình nghĩ là nó không mạnh lắm đâu. Tại vì DPS của nó là chỉ có 30.000 đam thôi à, mà mình thấy nó đánh cũng như là đơn mục tiêu mấy bạn. Cho nên là mình đánh giá không cao ha. Level 4 bạn ơi, level 4 lên level 5 là sẽ tốn 15.000 tiền nha bạn. Ok. Ồ, nhưng mà level 5 á lên level 6 thì cũng tốn 15.000 tiền luôn nè mấy bạn. Rồi thôi. Kiểu như là hai level giống nhau nhưng mà level 5 lên level 6 chỉ tăng cái tầm đánh thôi à, chứ nó không có tăng đam, không có tăng tốc độ đánh nha bạn. Từ level 5 lên level 6 á chỉ tăng cái tầm đánh thôi, cho nên là mình sẽ nâng cái con bên đây trước nè. Đó, nâng con bên đây trước cho nó lên nó sẽ lợi hơn nhiều á. Tại vì mình cũng đâu cần tầm đánh rộng lắm đâu các bạn. Đó. Thấy không? Cái level cuối nữa là chỉ có tăng thêm 10 tầm đánh thôi chứ nó không có tăng đam, không có tăng cooldown gì hết trơn á. Cho nên là cái level cuối thích thì nâng, không thích thì thôi để vậy cũng được các bạn, không cần thiết ha. Rồi thì mình đủ tiền thì mình cũng nâng lên max luôn mẹ. Rồi triệu hồi chiến hạm ra nè. Chiến thuyền ra hỗ trợ bạn ơi 150 giây nha. Cái chiếc thuyền này thì hồi nó hồi chiêu á là 150 giây nó hồi lần mẹ. Nói chung là mình nhìn xương xương á thì mình thấy hiệu ứng rồi nhân vật rồi các kiểu nhìn cũng thấy cũng ổn đó, nhưng mà cái đam nó thì hơi lõ chút xíu bạn ơi, chứ lại là đánh đơn mục tiêu ha. Rồi thì mình nghĩ là mình thôi từ từ đi, từ từ úp nó max lên vợ bạn, tại vì úp max nó cũng không mạnh hơn nhiều đâu. Mình sẽ đặt mấy con này ra để khống chế toilet lại cho nó nè. Đó, cái con này khống chế cũng kinh cũng khiếp lắm nha các bạn. Ok, nâng level này thôi, rồi tiếp tục mình sẽ đặt ra thêm các bạn. Đặt 4 con luôn á, nó khống chế mới giữ nha. Đây, nâng lên level 3 thôi bạn, nâng level 3 thôi. Rồi, tiếp tục nâng con nè. Tại kiểu tiết kiệm tiền các bạn, tiết kiệm tiền để mà chúng ta đặt nhiều con á. Rồi, đặt thêm con bên đây nữa là 4 con nha, con này bị giới hạn 4 con các bạn. Con này Sinergy này nó khống chế kinh cũng khiếp bạn, con mũi khoan này nè. Khống chế cực kỳ ok luôn nha bạn thấy không? Đó, nó trốn lại kìa. Đã không? Đó. Mấy bạn mà chơi solo là hay chơi con này lắm đó các bạn. Nói chung là trận nào mà lên trên cao á, trận nào cũng thấy xảy con mũ khoan này để mà khống chế toilet chân á. Nó cực kỳ ok luôn á các bạn. Rồi hiện tại là quay 39 rồi mấy bạn. Chuẩn bị qua quay 40 là có cái con trai tốt nó sẽ bắn mấy con unit của mình á. Để coi cái nó sao nha, để coi làm việc sao các bạn ơi. Và mình thấy nó lọt rất là nhiều rồi. Có nghĩa là hai con unit này của mình là nó chịu không nổi các bạn ơi. Hai con mà thích mới nó chịu không nổi nha, cho nên là mình đánh giá nó không có cao các bạn. Sao admin game này phải gọi là phải bị giới hạn unit của người ta không à? Đó, kiểu như mình thấy là giới hạn chỗ này là không ổn mà nó lọt tùm lum hết trơn nè, thấy không? Kiểu cái con mơ thích này mình thấy nó cũng có mạnh gì đâu à, mà tự nhiên giới hạn cái lượt đặt của nhỏ có hai con mà mấy bạn coi kìa. Đó, nó đánh kiểu như đơn mục tiêu đó, mà nó đánh vậy thì đâu có mạnh đâu mà bị giới hạn có hai lượt đặt các bạn ơi. Trời ơi, bị có con trai tốt nó bắn mất tiêu hết con rồi kìa các bạn. Trời ơi, con trai tốt nó tiêu diệt được nó chưa ta? Nó bắn mất tiêu con mình sẽ đặt ra thêm các bạn ơi. Căng thiệt chứ. Hết tiền luôn các bạn, hết tiền luôn rồi, nó bắn luôn con kia bảnh luôn rồi kìa. Vãi cái trưởng này chứ đâu mà ta, con trai tốt nó bắn đâu mà ta. Để mình tìm nó, mình tiêu diệt nó các bạn ơi. Nhưng mà cũng không tiêu diệt nổi nữa, tại vì con này đánh đơn mục tiêu mà. Nó đâu có đánh AOE đâu, cho nên là tiêu diệt khó lắm các bạn. Rồi lọt đây luôn nè, đặt đây luôn các bạn ơi. Hơi căng nha, nói chung là mình thấy không ổn đó các bạn. Mình thấy hai con này không ổn rồi. Tại kiểu nó bị giới hạn lực đặt thôi, chứ mà đặt nhiều nhiều con thì cũng được đó. Nhưng mà không biết làm sao mà giới hạn nhỏ có hai lực đặt hả các bạn. Cho nên là thấy khá là lỏ bạn ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt con Last Bloodman ra để làm chậm lại nữa nè. Kiểu mấy con này hỗ trợ nó thôi, nhưng mà mình thấy là nó chịu không nổi các bạn ơi. Trời ơi, cái con trai tốt nó bắn mất tiêu của con này các bạn. Vãi chữ này chứ, còn nó còn chút xíu máu rồi, đặt ra tiêu diệt nó luôn các bạn ơi. Đặt ở trong đây luôn đi cho nó quýnh rộng rộng xíu nè. Đó. Tiêu diệt cái con trai tốt nó lại cho tôi. Trời ơi. Còn nó bắn kìa bạn, nó bắn gần trai tốt đây các bạn. Nó sắp bị tiêu diệt rồi, nhưng mà còn chút xíu nữa thôi.
tiêu diệt nó lẹ đi để nó bắn unit hết trơn. Rồi rồi ok, cái gì đó mẹ, xong rồi đó. Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc là nâng cấp mấy con này lên là ok các bạn ơi. Từ từ nha, mình sẽ cho nó AOE được các bạn. Nói chung là nâng cấp trở lên AOE là ok à. Con upgrade tới thành human nó cực kỳ mạnh luôn các bạn, cực kỳ ngon luôn. Rồi thì mình thấy là bị mất một con nữa các bạn ơi, nhưng mà từ từ để mình dép bên đây trước cái đi. Mình sẽ đép cái con upgrade tới human ở chỗ này đi cho nó quýnh gọng gọng đấy nè. Đó, nó lên AOE được là nó quýnh rất là ok các bạn. Con này là mình thấy rất là mạnh luôn á. Rồi ổn định rồi đó, bắt đầu mình thấy là ổn ổn là chút xíu đó các bạn. Hồi nãy hơi to nha, kiểu hồi nãy cái quay 40 á, nó có con trai tốt cho nên nó bắn hết chân unit của mình á, cho nên là hơi gối gối chút xíu khúc đó thôi. Còn giờ là thấy ổn lại rồi nè. Và để mình đánh giá hai cái con này nó có mạnh hay không á thì mình cho nó khoảng là 6 điểm nha các bạn ơi. Trước tiên thì mình sẽ nói cái điểm cộng của nó trước, đó chính là ngoại hình khá là đẹp, khá là độc lạ, mình dương chút xíu tay cầm kiếm đây cầm súng các kiểu đó. Đó cho nên là mình thấy ngoại hình ok ha. Thì chiêu cũng ok luôn là cái thứ hai nè, đó. Thì chiêu mình thấy cũng khá là đẹp, nó chịu hồi ra cái chiến hạm, cái chiếc thuyền của nó bạn. Đó, các bạn coi chiếc thuyền nó chịu hồi ra tùm lum trên trên kìa. Ôi ôi ba bốn cái chảnh luôn kìa các bạn. Có nghĩa là chiêu đó mình thấy cũng ok đó, cũng khá đó các bạn ơi. Rồi, kế tiếp là điểm cộng là gì nữa nè? Thì mình thấy là cái con này sở hữu cũng khá là dễ thôi chứ không khó lắm, cho nên là đó cũng là một cái điểm cộng của nó đó bạn. Đó, chỉ có vậy thôi. Còn giờ nói tới điểm trừ nè. Cái điểm trừ lớn nhất của nó là bị giới hạn lượt đặt nha mấy bạn. Đặt được có hai con thôi à. Nhưng mà mình thấy con này nó đâu có mạnh lắm đâu mà đặt được có hai con thôi, cho nên là nó là một cái điểm trừ đó các bạn ơi. Rồi, kế tiếp thì mình thấy là nó đơn mục tiêu nữa bạn, đơn mục tiêu nữa. Cho nên là mình cũng đánh giá nó không có cao luôn. Đó, đơn mục tiêu với lại là bị giới hạn lượt đặt nè. Xong rồi mình thấy là cũng không có khả năng là khống chế luôn á, không có khả năng làm chậm luôn á, cho nên mình nghĩ là cũng không có xịn lắm các bạn. Nó chỉ có khoảng 6 điểm thôi nha. Còn giờ thì mình sẽ chơi chiến thuật là mình chịu hồi thật nhiều cái chiến hạm ra thử rồi ha. Kiểu mình đặt nó ra cho mình bút thiệt chiêu bạn, bút thiệt chiêu lên để coi coi là bao nhiêu con chiếc thuyền được triệu hồi ra nhé bạn. Sẽ cố gắng đặt nhiều nhiều vô đó. Rồi bút thiệt chiêu nè, đó thiệt chiêu nè, tiếp tục bán tiếp các bạn, bán tiếp đặt ra tiếp. Để coi thử là triệu hồi được nhiều không thì nó bắn ok không nha. Bây giờ mình hết thấy nó bắn xuống luôn rồi các bạn. Rồi nhưng mà thôi kệ đi. Rồi bạn coi kìa, ôi ôi nghẹt ở trên trời hết các bạn ơi, quá trời dữ rồi, một đống như chiếc thuyền của nó triệu hồi ra luôn kìa mấy bạn. Wow, bạn coi nó bắn xuống kìa. Nhưng mà mình thấy có một vài chiếc nó bắn, một vài chiếc nó không bắn các bạn ơi. Ủa alo, sao nó đứng cho đẹp thôi, nó không bắn gì cho người ta. Nhưng mà thôi kệ bạn, chịu hồi ra cho nó đẹp ha. Ok liền, ok liền. Ừ, ra nè, đó. Bạn thấy là mình chịu hồi rất là nhiều luôn nha. Để mình chịu hồi thiệt nhiều luôn, thử là nó được có bị giới hạn hết trơn cái bầu trời luôn không nha. Rồi tiếp tục bán tiếp. Đặt ra nữa các bạn. Đặt ra nữa rồi chịu hồi từ từ. Quên chưa chịu hồi nữa là bấm nút bán rồi. Rồi chịu hồi ra nữa nè. Ok nè bạn coi kìa. Trời ơi nghẹt trời hết trơn các bạn ơi kìa. Ôi ôi tối ôm luôn rồi kìa các bạn. Nhưng mà mình thấy có một cái vài cái tia súng nó bắn xuống thôi, còn một vài tia súng này nó không có bắn các bạn ơi. Kiểu như là nó trưng cho đẹp hay sao á. Trời ơi đây coi coi kỹ các bạn. Không thấy gì hết trơn á. Kiểu nó bị phà hơi kìa. Cái đó là cái phần đuôi của nó hay sao các bạn. Trời ơi rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Thì mình thấy con này nó cũng khá là thú vị đó, trải nghiệm thú vị thôi, chứ thật sự là mình thấy sức mạnh của nó thì nó không có mạnh lắm các bạn ơi, nó chỉ tạm tạm thôi ha. Ôi ôi cho nên là mình đánh giá nó cũng không có cao lắm các bạn ạ. À, đánh giá cũng 6-7 điểm thôi à. Rồi đặt ra tiếp các bạn, đặt ra tiếp, chịu hồi nữa nha. Ok nè, chịu hồi nè. Rồi bán tiếp, các bạn thấy là cái bóng đèn nó đi tới rồi không. Chịu hồi ra đó các bạn. Rồi nè, chịu hồi tiếp đó, đó. Tiếp tục lại có bóng đen xuất hiện nữa các bạn. Ôi ôi ngập trời chứ các bạn ơi. Tiếp nha. Rồi thắng luôn bạn, thắng luôn rồi. Thắng rồi nhưng mà những cái chiếc thuyền này nó vẫn chưa đi nữa bạn, nó vẫn đứng ở đây nè bạn ơi. Trời ơi hình như nó bị mắc kẹt rồi sao á. Kiểu đặt nhiều quá nó kẹt lại các bạn. Rồi ok thoát ra ha. Và mình có một cái trải nghiệm cũng khá là thú vị từ con này đó bạn ơi. Nhưng mà để mà kêu mà bạn có nên sở hữu con này hay không á thì nói chung là cũng tùy các bạn thôi, tại vì con này nó free mà, nó đâu có tốn kém gì đâu. Quan trọng là các bạn có thời gian để mà cài hay không thôi. Rồi thì mình đánh giá con này nó cũng không có mạnh lắm nha các bạn, nhưng mà kiểu có để sưu tầm cũng được, tại vì con này nó cũng xịn sò chút xíu đó. Rồi ok thì nói chung là clip mình đã đi hết rồi. Nếu như bạn thấy clip mình hay á, các bạn hãy cho mình xin một like nha. Còn giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.